Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nano Calcium Complex Vitamin D3 Zin C do dược phẩm Chadifar sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Nano Calcium Complex Vitamin D3 Zin C cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Nano Calcium Complex Vitamin D3 Zin C có thành phần là Nano Calcium Carbonate 500mg, kẽm Gluconat 10mg, vitamin D3 100 UI Nulin 10mg, magiocid 15mg. Nano Calcium Complex Vitamin D3 Zin C được bào chế dưới dạng viên uống. Nano Calcium Complex Vitamin D3 Zin C mang lại cho người dùng công dụng, bổ sung canxi, MK7, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Hỗ trợ sự phát triển hệ xương, răng cho trẻ nhỏ. Hỗ trợ giảm loãng xương cho người cao tuổi, trung niên. Bổ sung canxi và các dưỡng chất khác cho phụ nữ và em bé trong quá trình thai nhi và bú sữa. Sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ em đang độ tuổi phát triển cả về chiều cao và thể chất. Người già có nguy cơ loãng xương, thiếu canxi, người vừa gãy xương, chấn thương hệ xương, phụ nữ có thai và cho con bú. Sản phẩm Nano Calcium Complex Vitamin D3 Zin C được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Nano Calcium Complex Vitamin D3 Zin C được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, trẻ em từ 6 đến 9 tuổi và người lớn nên uống ngày 2 lần mỗi lần một viên. Thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành phụ nữ có thai và cho con bú, uống ngày 3 lần mỗi lần một viên. Chống chỉ định khi sử dụng nano calcium complex vitamin D3 zin C, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Nano Calcium Complex Vitamin D3 Zin C. Đồng thời biết cách sử dụng Nano Calcium Complex Vitamin D3 Zin C sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham